tất cả các bạn đã đến kênh Lâm MN Vlog. Mình mới đây mình đang ngủ rồi, nó lôi mình dậy nên mặt mình nó ngáo nha mọi người. Mình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nha. Bây giờ mày muốn quay cái gì? Mày nói đi. Đây tạc lon, chú đây tạc lon đi. Tạc lon rồi, tạc lon chơi làm sao? Thì cầm dép lên khoan thôi chứ sao. Hay xuống sông á. Vậy. Tao chưa biết lực nó đâu, mày nói lực thử thôi. Mình đâu biết lực đâu. Không biết lực sao chơi được. Nhà mình còn gì đâu. Có cái hộp. Lần cái dép nó thôi. Mày biết lực không Khang? Không. Tao chưa biết cách khoan thôi. Ủa là khoan sao mọi người? Giờ chơi không đi nào biết lực có chơi sao chơi. Thôi chơi đại đi mọi người. Chơi đại đi. Thôi mình chơi lực gừng đi. Nhảy cái lon vô khoan dép rồi xong quay ngay. Ok nha, mình lấy lon phân dép. Vô. Rồi giờ mấy anh em mình do là không biết lực chỗ mọi người chơi sao, nhưng mà chỗ mình là mình tự đặt lực ra là chơi lực gừng nha mọi người. Chỉ cần đặt cái lon ở đó thôi. Phan tới ai phan trúng thì được chạy về, còn ai phan hụt thì bị gượt nha mọi người. Chỉ cần cầm dép lên là bị gượt nha. Và bây giờ mấy đứa nó sẽ ủ quá nha mọi người. Nhiều cái ít bị để chọn ra người. Mình có được giục dép xuống không? Không, mày cầm lên gọi là bị gượt á. Rồi nhiều cái ít bị. Ngân là người chăn đầu tiên nha mọi người. Và mấy anh em mình chăn là người nào chăn được nhiều người nhất là sẽ lụm được giải thưởng 100k tiếp nha mọi người. Rồi. Three, two, one.
Vòng 1 thì tổng số bị bắt là Sâm mấy lượt? 5 lượt. Ngân? 2 lượt. Trang? 2 lượt. Tấn? 2 lượt. Hồn? 1. Lộc? Không có. Vậy là Sâm là người bị lỗi vòng 1 cho mọi người. Và biết tiến đến vòng tiếp theo nha. Hết bẫy. Nhiều ra hết bẫy. Nhiều ra hết bẫy. Đúng đấy. Tiếp tục là Ngân nha mọi người.
2 hả? Chạy mới nói vậy. Ngăn 2. Trời ơi, đó chót luôn. Còn dòng nữa. Bay cũng lội hả? Chưa đã. Chết. Khen rồi. Dạ, tiếp dòng 2 thì số lượt bị bắt là Khang. Gia đình 5 lần. Ngăn 3 lần. Tắn 3 lần. Hồ 2 lần. Không. Không. Vậy là cho dòng này Khang là người bị lội nha mọi người. Vậy là trong đây chỉ còn 4 người thôi nha. Bây giờ là chỉ còn có 4 người thôi nha mọi người, nên là sẽ đổi lực một chút xíu nha, là mình sẽ vô bắt cho mọi người, bắt đến khi nào còn người cuối cùng là người đó sẽ là người chiến thắng nha. Sẵn sàng chưa? Dính ngang rồi.
ăn mọi người, bị lỗi tiếp theo cho mọi người vậy, chứ còn hai anh em là lọc tắt thôi nha mọi người. Quá mệt, đỏ mặt cái trường. Cho anh Phan không chạy. Anh Phan ngồi hoài luôn cái gì? Thôi giờ cái tao dượng á. Dượng đi. Anh Lộc đúng rồi. Cái gì đó bụng. Là người chiến thắng cuối cùng nha mọi người. Từ chiến thắng thì cũng có rồi đó nha mọi người. Đó chính là Lộc nha. Thì mà trao giải thưởng rồi nha. Nè. Đây đây, nhận giải thưởng này rất là trân trọng luôn á, 100k luôn nha mọi người. Có lẽ đó với mọi người rất ít, nhưng mà đó với mình nó cũng ít nha. Mày giật lẽ trời thôi. Đến đây video của anh em mình cũng xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy video của anh em mình hay, để lại cho anh em một like và một subscribe nha. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Lộc mới làm siêu phẩm nha mọi người. Trắng nữa. Xem nữa nha mọi người. Bây giờ anh nội chúng ta lộ mèo. Anh nội nữa. Anh nội cấp đầu dưới là xịn luôn nha mọi người.